Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tuần đầu tiên của ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Nội dung ôn tập sẽ nằm trong các bài: Bài 1 chương trình bản tính là gì? Bài 2 các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính, bài 3 thực hiện tính toán trên trang tính, bài 4 sử dụng các hàm để tính toán, bài 5 thao tác với bản tính. Và cuối cùng, các thao tác cần ghi nhớ. Ôn tập này cô sẽ không trình bày theo dạng từng bài nữa mà theo dạng từng câu để em dễ dàng học. Cô đã lược bỏ bớt những nội dung sẽ không ra trong đề thi em sẽ ôn tập những câu sau đây. Câu 1, chương trình bản tính là gì? Câu 2, trang tính. Câu 3, thành công thức. Câu 4, nhập dữ liệu. Câu 5, di chuyển trên trang tính. Em lưu ý, di chuyển trên trang tính này là cách để chọn một ô trên trang tính. Mà đây không phải là di chuyển dữ liệu hoặc là di chuyển công thức. Câu 6, thế nào là một bản tính? Câu 7, các thành phần chính trên trang tính. Câu này Ngoài việc hỏi lý thuyết của từng thành phần, còn có thể hỏi em các thành phần trên trang tính gồm những gì? Hoặc là hỏi em địa chỉ khối nào là địa chỉ khối đúng? Hoặc là cho em một hình với nhiều khối đang được chọn, em sẽ phải chọn đúng địa chỉ khối của hình đó. Những dạng bài tập của câu này cô cũng đã cho em làm rất nhiều lần rồi. Câu 8. Dữ liệu trên trang tính. Thì em sẽ có dữ liệu số và dữ liệu ký tự. Bài tập của phần này cũng giống như những lần trước, sẽ cho ra một loại số và một loại ký tự em sẽ chọn đâu là dữ liệu số, đâu là dữ liệu ký tự. Và em nhớ là về lý thuyết, dấu chấm sẽ là dấu được dùng để phân cách số thập phân. Nếu đề cho 9.5 thì đó là dữ liệu số, còn nếu đề cho 9.5 thì đó là dữ liệu ký tự. Câu 9, chọn các đối tượng trên trang tính. Câu 10, một số ký hiệu phép toán thường dùng trong Excel. Ở câu này, đề có thể hỏi em, những ký hiệu phép toán cộng trừ nhân chia dùng trong Excel sẽ là những ký hiệu gì? Hoặc là cho em một phép toán nào đó của toán học và yêu cầu em chuyển đổi sang dạng Excel. Phần này trong bài tập tuần trước đã có nhắc đến. Em nào quên có thể mở bài tập tuần trước để xem lại. Câu 11. Các bước để nhập công thức vào ô tính. Câu 12. Sử dụng địa chỉ ô trong công thức. Câu 13. Trong chương trình bản tính, hàm là gì? Câu 14. Khi sử dụng hàm, em cần biết điều gì? Câu 15. Các điểm chung trong cú pháp của hàm Câu 16. Cách nhập hàm vào ô tính Câu 17. Một số hàm thường dùng Em có 4 hàm thường dùng Hàm tính tổng, hàm sum, hàm tính trung bình cộng, hàm average Hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm max Hàm xác định giá trị nhỏ nhất, hàm min Những câu hỏi về hàm và những bài tập vận dụng của hàm có tương đối nhiều Nên em nhớ học kỹ Câu 18. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàm Câu 19. chèn thêm cột hoặc hàng ở những câu này, đề bài không nhất thiết phải hỏi em các bước, mà đề có thể hỏi em về những phần lưu ý. Câu 20. Thao tác xóa cột hoặc hàng. Ở phần này, em cũng nhớ là cần phải học cái phần lưu ý, vì đề có thể hỏi nội dung trong phần lưu ý. Câu 21. Sao chép và di chuyển dữ liệu. Câu 22. Sao chép và di chuyển công thức. Câu 23 một số ký hiệu biểu tượng cần ghi nhớ. Câu 24 các thao tác cần ghi nhớ. Em có hai thao tác cần ghi nhớ, lưu kết quả và mở bản tính. Ngoài phần lý thuyết bên trên, em sẽ còn các bài tập vận dụng. Cô sẽ để đề ở đây để cho em tự làm. Tuần sau cô sẽ cho em biết đáp án. Sau đây là sửa bài tập của tuần trước. Đây là đáp án của bài tập công thức tuần trước. Cô sẽ giải thích sơ lược về các đáp án Nếu em thấy chưa hiểu thì có thể nhắn tin hỏi cô Đầu tiên ở câu số 1 Rất nhiều bạn làm sai câu này Ở câu này đề yêu cầu em chuyển từ biểu thức toán học sang biểu thức Excel Đề cho là 7 chia 100 Thì nếu mà em chuyển sang Excel sẽ là 7 sạc 100 Nếu là bình thường Nhưng mà ngoài cộng trừ nhân chia thì em còn học phép phần trăm nữa Phép phần trăm là 1 chia cho 100 Vậy ở đây em có 7 chia 100 thì phép phần trăm sẽ là 7% nên đáp án sẽ là 7%. Câu chuyển đổi công thức ở đây khá đơn giản nên em có thể tự xem. Cô sẽ sửa tập trung vào những bài yêu cầu kết quả hoặc là yêu cầu lập công thức từ bản tính. Tiếp theo là yêu cầu em cho biết kết quả của công thức bằng mát 7610. Mát là hàm tìm giá trị lớn nhất. Số nào lớn nhất trong dãy này thì em sẽ chọn đó là số 10. Tiếp tục là một hàm tính kết quả nữa. Lần này là hàm Avogadro 9, 5, 10. Để tính kết quả của hàm này thì em phải biết Avogadro là hàm tính trung bình cộng. Ở đây có 3 số 9, 5 và 10. Thì em sẽ lấy 3 số này cộng lại và chia cho 3 vì ở đây có 3 số. Kết quả ra là 8. Câu tiếp theo. Em cho biết kết quả của công thức bằng sum 6, 8, 9. Sum là hàm tính tổng. Ở đây có 3 số 6, 8, 9. Thì em sẽ lấy 3 số này cộng lại kết quả sẽ ra 23. Câu tiếp theo, trong các công thức sau em cho biết đâu là công thức tính trung bình ngành công nghiệp. Trung bình ngành công nghiệp sẽ nằm ở C11. Công nghiệp là nằm ở cột này. Trung bình là sử dụng hàm Avray. Công nghiệp là từ C4 cho tới C9 thì em sẽ chọn Avray C4 2.C9 là đáp án này. Câu tiếp theo, Em cho biết trong các công thức sau, công thức nào tính tổng giá trị năm 2015? Năm 2015 nằm ở hàng 8. Tổng giá trị của năm 2015 sẽ tính từ B8 cho tới D8. Ở đây em có 3 loại công thức để tính. Bằng sum B8, D8. Đây là công thức sử dụng địa chỉ khối. Bằng sum B8, C8, D8. Đây là công thức sử dụng địa chỉ ô. Và cuối cùng, bằng B8 cộng C8 cộng D8. Đây là công thức không sử dụng hàm. Cả ba công thức này đều đúng. Nên em sẽ chọn đáp án cuối cùng. Câu tiếp theo. Em cho biết công thức tính điểm trung bình cho bạn Lê Thị Hoài An. Lê Thị Hoài An là bạn có số thứ tự thứ hai, bạn này nằm ở hàng thứ tư của Excel. thì để tính điểm trung bình cho bạn, em sẽ sử dụng hàm average tính bắt đầu từ C4 cho tới F4 em sẽ chọn đáp án này. Câu tiếp theo, tìm điểm trung bình lớn nhất. Điểm trung bình lớn nhất, điểm lớn nhất, lớn nhất thì em sẽ sử dụng hàm max. Điểm trung bình thì em sẽ tìm ở cột G, từ G3 cho tới G7, chỉ có cột này thôi. Nên đáp án sẽ là bằng max G3 2 G7. Câu tiếp theo, tính điểm trung bình từng môn cho môn tinh học. Điểm trung bình từng môn cho môn tinh học nằm ở cột F từ F3 cho tới F7. Vậy công thức sẽ là average F3 2 F7. Những bài chuyển đổi công thức phía dưới này trong phần ôn tập của tuần trước cô đã giải rồi, em có thể xem lại. Hướng dẫn bài nha. Em ghi bài và học bài. Làm bài ôn tập và chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 tiếp theo. Video đến này là kết thúc. Chúc các em học tốt.